xin chào các bạn. Đến với ngày hôm nay, nhận được rất là nhiều lời yêu cầu cũng như lời hỏi thăm của anh chị em yêu mến cầu lông trên toàn quốc. Có rất nhiều bạn hỏi thăm về các phân biệt giữa giày thật và giày giả. Tôi ở đây tôi có chọn đơn cử ra hai mẫu giày mới nhất hiện thời bây giờ và sẽ chỉ cho cách để các bạn có thể phân biệt được đâu là mẫu giày thật và đâu là mẫu giày giả. Cái tác dụng của giày thật giày giả khác nhau như thế nào và cái độ an toàn khi mà chúng ta sử dụng các cái mẫu giày như thế nào. Thì trên tay tôi đang cầm là một đôi giày giả. Đây là một đôi giày giả và đây là một đôi giày thật mẫu mới nhất hiện thời bây giờ. Đấy, thì về cái giày giả thì chúng ta có thể thấy đầu tiên khi chúng ta cầm lên giữa đôi giày thật giày giả thì cái đôi giày giả kiểu dáng nó sẽ không có được bắt mắt bằng. Cái chi tiết làm rất là thô sơ để các bạn có thể thấy nhìn sơ qua về đôi giày rất là thô sơ. Các cái phần mà màu vẽ trên cái đế giày các bạn cũng có thể thấy vẽ rất là đơn giản, các bạn có thể thấy. Và cách đầu tiên chúng ta có thể nhận biết được ở đôi giày Yonex giữa đôi giày thật và giày giả thì thường ở những đôi giày thật thì cái đế giày ở đằng sau chỗ này, cái phần đế nó có một cái chấm ở đây. Thì đối với giày thật trước đây là chỉ có thầy giày thật nó mới có cái chấm như thế này thôi, chấm đen ở dưới gót đế. Nhưng mà đối với về sau này thì cái kỹ thuật làm nó tốt hơn thì những đôi giày giả nó cũng có chấm đen như thế này. Thì chúng ta sẽ còn những cách khác để mà phân biệt được thầy giày thật và giày giả. Thì cách phân biệt thứ hai là chúng ta có thể rờ trên cái bề mặt của cái đế giày. Thì những cái đôi giày thật á thì cái đế nó rất là mịn. Các bạn có thể rờ, các bạn có thể thấy được cái độ ma sát trên cái đôi giày như thế nào. Và cái thứ hai nữa là độ dẻo của cái đế rất là nhiều. Còn đây các bạn thấy cái đế nó thường rất là bị chai và nó không có độ rít, không độ bám. Và chính vì điều đó khi các bạn đi ma sát trên thảm thì nó sẽ không tạo độ ma sát và dễ bị trơn, dễ bị té. Và cái đế nó cứng hơn, các bạn có thể thấy cứng hơn. Đấy, điểm thứ ba chúng ta có thể phân tích, có thể thấy được là ở đây các cái logo ở dưới đế, các bạn có thể thấy logo dưới đế in một cách không được rõ ràng, cái logo in không rõ. Và cái vật liệu nhựa ở dưới đây chúng ta sẽ thấy nó rất là dở. Thường thì ở những đôi giày xịn như đôi giày này thì cái vật liệu ở dưới cái lót như thế này, logo in rất là kỹ, sắc sảo. Và cái thứ hai nữa là cái phần nhựa ở đây là được làm bằng từ sợi carbon, nên các bạn có thể thấy những sợi carbon đen chéo ở dưới này và ấn vô nó sẽ không bị lõm như cái sản phẩm giày giả. Và tiếp theo là cái phần bề mặt ngoài của giày. Thì cái form giày giữa giày thật và giày giả thì khi chúng ta đi một đôi giày giả, cái form giày khi ban đầu chúng ta thử vào thấy rất là vừa, nhưng qua chỉ 1 tháng, 2 tháng các bạn đi cái form và giày nó sẽ bị vỡ và chân các bạn đi lúc đó nó sẽ bị đẩy tới rất là nhiều, lúc đó cái form bị vỡ ra và bắt đầu nó sụt xịt giày, dẫn đến cái chuyện các bạn di chuyển nó sẽ bị sai và dẫn đến cái chuyện mà bị lật sơ mi trong môn cầu lông chúng ta rất là nhiều là ở chỗ đó. Thì đối với những đôi giày thật, chúng ta màu sắc giữa giày thật và giày giả nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Thì nếu mà các bạn muốn mà chính xác trước khi đi mua giày, các bạn chọn mẫu đó và các bạn có thể coi thông tin trên mạng để chọn cái mẫu giày đó, rồi các bạn đến cửa hàng và chúng ta chọn mẫu. Thì cái giày thật và giày giả thì hai cái màu của nó thường thường là nó sẽ khác nhau và cái chất liệu làm nên từng sản phẩm nó sẽ khác nhau. Căn bản chỉ có hầu như là những người bán hàng thì người ta có thể phân biệt được giày thật giày giả kỹ nhất, nhanh nhất. Còn các bạn là những người đi mua thì các bạn chưa được va chạm nhiều với những mẫu giày thật và giày giả thì các bạn sẽ khó hơn. Nhưng mà muốn biết được thông tin thì các bạn nên là lên trên mạng để coi về cái chất liệu để cấu thành một cái đôi sản phẩm đó như thế nào, rồi các bạn sẽ đến cửa hàng và chọn mua sản phẩm là điều kiện tốt nhất. Và để cách thứ hai chúng ta có thể lựa chọn được thầy giày thật giày giả là ở đây chúng ta chọn mẫu giày là giày Yonex là đơn cử. Thì trong cái mẫu giày Yonex này thì các bạn lấy cái lót đế ra ở những đôi giày thật, thứ nhất là cái lót đế nó sẽ có dán cái tem Yonex, rồi
dán cái tem các cái chất liệu trên giày Yonex, trên cái đế này, cái size hả các bạn ha, lật phía mặt sau thì ở những cái đôi giày thế hệ cao cấp nhất của Yonex mới nhất thì nó cái lót đế nó làm rất là cầu kỳ, có phần đỡ cái gân chân, không có bị các tác hại ở cái gân đấy. Và cái điều thứ hai nữa chúng ta có thể phân biệt được ở giày Yonex xịn thì chúng ta thường có những cái mã code in ở cái đế giày, chỉ có giày xịn mới có cái mã code như thế này thôi. Đây, đây là giày kém chất lượng, giày nhái theo, thì các bạn thấy cái lót đế của chúng ta nó khá là mỏng, khá là mỏng, và cái đế của chúng ta nó không có cái mã số ở gì đó, các bạn có thể thấy. Và cái độ đàn hồi, độ cứng của sản phẩm này nó không có, độ hồi đó, đàn hồi nó không có, nên là khi mà chúng ta di chuyển, chúng ta nhảy bật để đập cầu thì nó thì rớt xuống nó sẽ không giảm được bớt cái lực chấn động lên các khớp xương cho các bạn. Đấy là cái tác hại khi mà các bạn chọn một cái đôi giày không có chất lượng. Và tiếp theo cái phần chia sẻ về cách lựa chọn giày thật giày giả thì hôm nay chúng tôi có mời đến đây là chị Trần Hà Liêm, là chuyên gia tư vấn về sản phẩm Ironman tại Việt Nam. Xin chào chị. Và thưa chị, đến với buổi ngày hôm nay thì mình cũng có vài câu hỏi muốn đặt đến với chị, là có thể cho mình biết tác hại của cái việc lựa chọn giày thật giày giả, khi mà mang những sản phẩm giày giả thì nó có tác hại như thế nào đối với các cái khớp, hoặc là cái cách di chuyển, hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào. Xin mời chị cho ý kiến ạ. Đối với giày kém chất lượng hay là những đôi giày có tấm lớp giày đã hết tác dụng do là hết độ đàn hồi thì thường á, chúng sẽ không có chức năng bảo vệ bàn chân nữa, như là mục đích ban đầu mình muốn mang giày thể thao để bảo vệ bàn chân, mà nó sẽ phá hủy từ từ, bàn chân của chúng ta sẽ hư dần nếu như mà những đôi giày đó đế quá cứng. Thì các tác hại khi mà chạy nhiều, chạy nhanh thì những cái lực va chạm lên gót bàn chân, thẳng lên nhiều gối hoặc là lên hông và cột sống thì chúng sẽ gây ra các chấn thương thường gặp trong thể thao như là viêm gân Achilles, viêm gót, đau đầu gối và đau lưng. Trong vấn đề mà khuyến khích để phòng chống những chấn thương đó thì nên hướng theo sử dụng các đôi giày chất lượng có thương hiệu nhà sản xuất đàng hoàng. Và tiếp theo chị có thể chia sẻ cho mình thêm cái thông tin là các cái cấu tạo của những cái bàn chân thông thường thì chúng ta có những cái loại cấu tạo bàn chân như thế nào ạ? Kiểu bàn chân là một cái nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chấn thương của con người một cách tiềm ẩn mà chúng ta không thể chú ý đến. Thứ nhất là kiểu bàn chân bình thường thì bàn chân bình thường có thể linh hoạt ở mọi địa hình cũng như là dễ dàng chọn giày thể thao. Đối với bàn chân mỏng thì bàn chân có vòng chân cao. Vòng chân cao thì xu hướng bàn chân hay bị lật vào trong, dễ gây các chấn thương như là bong gân, dẫn đến đau mắt cá và các chấn thương biến chứng khác nữa. Nên có một cái xu hướng chọn giày cho bàn chân mỏng, đó là chọn giày ôm chân có phần hẹp. Khuyến khích nên chọn một lót giày dùng chuyên cho giày thể thao có cái phần gân nâng đỡ gân bàn chân, giúp cho các lực phân bố đều trên mỗi điểm của bàn chân lẫn lót giày để nó không tụ lại một điểm gây mỏi chân sau khi tập là đau nhất. Đối với bàn chân có cái vòm chân thấp hay là bàn chân bạc hay là bàn chân dày thì chúng ta nên hướng đến khách hàng sử dụng những cái đôi giày có cái phần gót êm hơi cao lên một chút so với phần đầu. Ngoài ra sử dụng lót giày cũng có phần nâng đỡ gân bàn chân, giúp cho cái gân chân nó được cải thiện dần lên giống như là giờ bàn chân bình thường, thì khi đó sẽ tốt hơn và ngăn ngừa chấn thương thể thao. Và thưa chị là đối với chị là một chuyên gia chuyên nghiên cứu về các cái tác động của việc chơi thể thao lên các cái khớp, các bàn chân, thì chị có một lời khuyên như thế nào trong cách lựa chọn giày hoặc là lựa chọn những cái sản phẩm lót đế của chúng ta? Để có một lời khuyên thì mình có vài ý kiến như sau. Thứ nhất là nên lựa chọn những sản phẩm giày có chất lượng thật sự. Sau biết chất lượng thật sự cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi mua giày,
về cái nguồn gốc xuất xứ của giày, thương hiệu của sản phẩm, và phải biết được những điểm nhận biết về thật và giả. Thứ hai đó là về kích thước của bàn chân so với giày dép. Chúng ta nên chọn, chúng ta nên đo kích thước về cả chiều dài lẫn chiều rộng. Nếu bàn chân rộng, mang giày không hẹp thì dễ bị viêm và có những cái mùi trên bàn chân. Còn nếu mà mang giày quá rộng thì sẽ bị đau ngang chân. Yeah. Yeah. Thì nếu mà hai bàn chân mà size, bàn chân có kích thước size khác nhau thì nên chọn theo bàn chân nào có size lớn. Còn về một điều nữa đó là khi mà đi mua giày nên chọn buổi chiều hoặc chiều tối, thì khi đó thời gian đó bàn chân nở ra thì chúng ta sẽ đảm bảo được là giày không bị chật. Thứ tư đó là nên chọn giày thể thao đúng mục đích thể thao. Ví dụ như bạn chơi cầu lông thì nên mang giày cầu lông, tennis thì mang giày tennis. Không nên chọn giày chạy bộ cho cả cầu lông hay là cho nhiều mục đích khác, như vậy không tốt hoàn toàn cho đôi chân của bạn. Bây giờ đối với Quỳnh là một người đang là chơi môn thể thao cầu lông và rất là muốn sử dụng một sản phẩm của hãng Ironman mình, thì mình muốn nhờ chị là chị có thể chọn giúp cho mình một cái sản phẩm lót đế Ironman phù hợp với lại bộ môn cầu lông của mình, thì chị có thể cho giới thiệu về cái sản phẩm này qua đôi chút cho mình được không? Về sản phẩm lót giày được sản xuất ở tại Mỹ, và mỗi lót giày được sản xuất ra họ đều có cái phần mềm đo cái độ thoải mái của bàn chân. Do đó khi mà chọn một sản phẩm, cái này là loại All Sport Ironman, có thể dùng cho tất cả môn thể thao, do đó là cầu lông cũng có thể sử dụng. Bộ phận này rất là quan trọng bởi vì nó nâng đỡ gan bàn chân, dùng cho cả bàn chân mỏng và chân dài. Có cái bộ phận hấp thu lực xót giúp cho chúng ta không bị tác động bởi lực của trái đất, cũng như là lót giày có độ êm mềm dẻo sẽ giúp bàn chân mình thoải mái và di chuyển cử dễ dàng cũng như nhanh nhẹn. Ngoài ra, vật liệu phần màu vàng có khả năng hồi sức, thiết kế được thiết kế rất là chắc chắn và độ bền cao. Cho nên là mình nghĩ cái này rất là một sản phẩm cao cấp cho các vận động viên mà nên hướng tới sức khỏe nhiều hơn. Cảm ơn chị rất nhiều về buổi chia sẻ cho toàn thể các thành viên, những người yêu mến cầu lông ngày hôm nay về cái phân biệt, về cái tác dụng của việc mang theo giày thật giày giả, cũng như là cái chuyện sử dụng các cái lót đế như thế này vào trong bộ môn cầu lông. Thì thay mặt toàn thể anh em cầu lông, những người yêu mến cầu lông, thì cảm ơn chị, gửi lời cảm ơn đến chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Và thưa các bạn, vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn các kỹ thuật để chúng ta có thể chọn được đôi giày ưng ý. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ bảo vệ được đôi chân mình. Thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho VNB nhiều hơn nữa. Và hẹn các bạn ở chương trình lần sau. Xin cảm ơn.